quán của mỗi quán là bốn hạ xa điều kiện là sát gần mặt chân đêm tới chùa với ngọt cả bán chừng nữa không có cái nát không mà nó chết đang thay luôn mấy thằng đá nó còn bé lắm đây nát ngồi ngồi chờ nha chờ nè chừng nữa มีคนจะให้มาบ้างนะพ่อชนะต้องมาชนะเพื่อใบมาใบบุญทำไปเก็บไว้
ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình màn hả chặt một vành nào.